xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cái khu vườn của mình này. Thì cũng khá thời gian khá lâu á, mình không có quay lại. Thì hôm nay mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Khu vườn hãy cho mình trồng khu này và mình quay tổng thể cái vườn của nhà mình hôm nay luôn cho cả nhà cùng xem nha. Hiện tại bây giờ đây mình đang đứng ở khu vườn của mình này. Đó, mình trồng dừa cả nha, trồng dừa. À, khu dưới này là hải châu. Thì hải châu mình thì mùa này vẫn còn trái rất là nhiều cả nha. Thì mùa này cả nhà biết rồi, mùa đông thì rất là nhiều chim. Chim sáo nó ăn cái này nha, rất là đông luôn. Cái ba cái con sáo sậu á ăn mạnh lắm, nó làm một đàn là cả mấy chục con đó, nhiều trái còn trái kinh luôn cả nha. Đây trồng đây, quay sơ mọi người xem này. Đó, trái quá trời. Thì mình sẽ quay sơ ở ngoài này rồi mình sẽ đi vô sâu cho cả nhà xem nha. Đó, cả nhà nhìn cái hiện bây giờ mùa này mà trái như thế này thì biết rồi đó. Mình cũng quay vườn năm nay thì mình quay lại khoảng nãy giờ là video thứ hai hay sao á của năm nay. Còn những cái đốm này là chim đang á, còn cái cuống, còn cái mái cái mà nó ăn trước nó sẽ rộng rộng, chim ăn thì khiếp lắm. Còn cái khu này mình đi vô cái khu vườn lần ở trong này thì mình sẽ hôm nay mình quay lại cái khu vườn hải châu trồng và khu vườn coi trước của mình cho cả nhà xem. Nó nhiều gớm á, mà đi gần lại cho nhà xem trái của nó này. Thì hôm trước mấy năm trước mình quay á, thì mình có chia sẻ mọi người rồi, thì mình đã nói rõ ràng rồi, thì hải châu mà anh em cái sen gì đó thì hồi trước mình cũng quay nhiều lắm của mình này, những con nó bị xe mình quay lại miết cho cả nhà xem. Nhưng mà hôm nay mình chăm hết rồi thì đã đổ trái rất là nhiều luôn đó, trái khiếp không con mười. Không, trái hiện bây giờ này, hiện bây giờ nó ra trái được hai được ba gì mình không nhớ là bao nhiêu được trong năm nay nữa. Nói chung mình nó cũng ra cũng khá là nhiều rồi, lần trái rồi này. Đấy, hai trái khiếp á. Cái cây này bị cái hải châu này bị cái ổi này nó phủ luôn. Đây là có dây chùm bao đó mọi người. Chùm bao là cũng là một dây thuốc mắc ngủ xét nước uống ngon lắm mọi người, nên giờ này mình đỡ im nha, mình không có khóa. Cái cây này mình nhổ đi, đây mình phải sơ vô đây. Vẫn có cái cây này rồi, lâu quá mình không dọn vườn rồi. Mọc ba cây cỏ dại khá là lớn luôn, phủ cơ luôn đó. Dừa nè, dừa mình vẫn còn đó, trồng có ba cây dừa sim thôi. Người ta kêu sim siêu lùng, sim lùng mà dừa sim lùng mình trồng thói sao nó cao dưới giờ không biết nữa, những sim lùng hồi giờ mình cũng không biết nha. Thói nó trồng nó cao quá trời luôn mà, sim lùng sim trái sắc đất luôn mà không biết nó có trái không. Đây cây này thì mình nghĩ chung chuẩn bị có trái đây mọi người, hy vọng là có trái. Đi núi giờ mệt làm cái trái uống là mát á. À, vậy là cái hải châu này, trái này, trái kinh điển, nó chín nó rụng hết á cả nhà, rụng chim nó ăn không hết, nó rụng đỏ gốc này. Cả nhà thấy cái lượng nó rụng mà, lượng nó rụng là biết nó nhiều đến mức độ nào rồi. À, ban đầu là trái rất đỏ hết á, chim nó ăn không hết mà. Mùa này mùa đói nữa mà trái nó quá trời luôn, mùa đói chim nha, không có đồ ăn ở ngoài tự nhiên mà. Ô, khu kia này mình quay ở bên trong là một cả nhà xem này, nó rụng đỏ luôn kìa, vừa chim ha. Wow, rụng gì mà dám ăn cả nhà. Đó, chim ăn không hết nó rụng á, gà nữa cả nhà, gà nữa luôn, chờ quá đó, đã không? Nhìn hấp dẫn quá cả nhà. Đó, mình đi quay sơ ra khúc vài lần nữa này. Đó, thấy không, nó bò dưới đất mà cũng vẫn trái này. Đây là đây, chim nó tha mà sao nó còn dấu răng của chim á. Quả trái đã quá cả nhà. Đây, còn khu lên trên này, khu này thì cây này thì trái nó còn xanh á, xanh mà nhìn thì wow, mà nó xanh nhưng mà lượng trái nó cũng là quá khủng khiếp, nó cũng rụng khá nhiều, chín nhiều rồi. Ở dùng hải châu cả nhà chơi thì biết rồi, nó ra rất là nhiều tầng nhiều lớp nha. Cái lớp xanh cỡ này thì lớp chín nó cũng khá là nhiều rồi đó. Bên này này, ồ, quay sát vô cả nhà xem trái nó thấy cục luôn. À, chim này không nổ nó mới còn hả, có nhiêu cái cành này này, trời ơi.
hỏi trái giả mang chưa. Chưa, quá đã cả nhà. Mình cũng đợi nó cho chim nó ăn thôi, nó ăn rồi nó bay ra rừng ra núi cái nó mọc lên lại. Cái này cũng có trái nhiều nè, nó ăn còn cuốn không, hình như cái này trái nhỏ hơn mấy cây kia hay sao mọi người. Là nó mà mới bữa trước nó to lắm, nó ra cái lưới này nó còi liền, thấy nó nhỏ hơn đó nha. Nó trái mùa này nó ra nhiều lứa quá, nó còi trái nhỏ hơn này. Chứ cây này hôm trước trái sai lắm, to lắm, mình có quay mấy lần rồi mà sao bữa nay mình nhìn lại nó ra nhiều lứa, mình nghĩ là nó ra nhiều lứa chắc nó còi hơn đấy. Nó cũng ra sai lắm mà chim nó ăn cái này vừa miệng nó sao nó lấm sạch bóc quá. Nó còn cuốn không à, kéo cành xuống ngoài nhà thì xem toàn là cuốn không à, hết thấy trái mất. Chui vô cái này coi cái này nữa giá mà. Chụp cây này nè, tốt quá mọi người, tốt quá, trái cũng nhiều mà cũng hết rồi, cũng cạn kiệt trái. Khu này chim nó ăn không còn ít lắm, không còn nhiều như khúc kia, cũng một cây luôn á, đủ thôi nè. Trái khá là ok, ăn cũng nhiều. Còn cái khu này thì mình đã chắc mình cắt mà nuôi lại, cho nên coi khu trong này nó không còn trái. Cái này năm ngoái mình đã cắt rồi, cắt mình chỉnh coi á, cho nên nó năm nay nó không có trái. Một cái cây này cũng ra cành này thì cũng ra trái nè. Ô trời ơi, còn cái cuốc không ấy. Đây mình quay nữa nè mọi người. Thì cái cây này là cũng cái cây mình cũng trồng ở ngoài tự nhiên luôn, trồng ở ngoài tự do mà trái thì còn như thế này là mình nghĩ là cả nhà biết rồi, nó còn quá là nhiều đấy, chim đang tự do luôn đấy. Còn mà lượng trái như thế này thì khá đã rồi, đấy, trái khiếp không cả nhà. Đó, chim nếu mà chim không phá thì mình nghĩ là nó nhiều kinh khủng à. Đó, còn cuốn này, cuốn của nó là đây là dấu đó, chim ăn hết còn cuốn đó. Wow, con chùm này này chục trái, hơn chục trái, anh còn có một trái thôi rồi rụng cuốn, nó ăn lâu quá nó rụng luôn. Wow. Đó, con này mình cũng thả xuống đất. Con này mình coi mình cắt thì đã mới nước lên lại, không có trái không có đã. Cái này hôm bữa trước thì nó ra trái nhiều rồi, bây giờ nó hết, nó coi nó ra lại, nó chưa làm cỏ này. Đây là cái khu trước này, khu bên hông nhà mình này mưa, coi mình cũng trồng bên hông nhà đây. Đó, tốt mít trong, tốt xanh đét luôn, ra hết trái thì tốt đen luôn này. Đó, quay ở vườn này đã xuống. Đó, trước nhà mình này, bây giờ mình sẽ đi qua cái vườn bên kia, mình quay sơ tổng thể nha. Hôm nay mình quay tổng thể cái vườn. Đó, coi này, cái này mình tốt dưa. Mọi người biết cái này là cái gì không này? Tiện tiện mình quay cái liệu ở nhà cho cả nhà xem luôn, trái xài lắm cả nhà, làm xài kinh khủng luôn à, cho mấy đứa nhỏ nó hái nó ăn thoải mái rồi đó. Rụng đài này ở mình hôm nay gió nhiều lắm, gió dữ lắm cả nhà, mình cũng gần biển nên gió. Bây giờ mình sẽ quay lại cái cây sam núi này. Cây này thì mình khai thác cách này nó khoảng là nhớ không lầm thì nó khoảng cỡ tầm 7-8 năm rồi mọi người. Cây khai thác rất là lâu mọi người đó. Cây này là cây mình giữ lại ở vườn. Nó có những cái con cực kỳ hay luôn, thì hiện bây giờ là nó đang thịnh theo cái chế độ mà vô cái chậu mình được ông thọ cầm cây gọi, thì cái cây này thì mình nghĩ nó là rất là phù hợp với thể loại đó nha. Cho nên mình sẽ hôm nào mình có dịp mình sẽ đầu tư nó một cái chậu và mình sẽ dựng cho nó đứng lên làm như cây gọi, mình sẽ chỉnh tạc nó lại nha. Đó, xa này là trái khai thác cũng khá là lâu, tây tạng nuôi cái này rồi. Đó,
À, trách này thì mình bùm trước nó nằm ở ngoài này, nhưng mà hôm nay mình mới làm cái dàn mới nơi mình đỡ, nên mình đỡ trong nhà và mình chưa có khiêng ra ngoài vườn được. Thì rảnh rỗi thì mình sẽ chuyển ra vườn nha. Đây là cây mai, mai rừng mình cũng mới định hình từ xưa thôi cả nha. Đó, khu này trước thì mình sẽ đỡ cái dàn mini để mình chơi. Đó, sáng sáng mình không có đi coi thì uống nước trà trong nhà mình ngắm ra cái vườn coi của mình đây cũng được. À, đây là cái còn đây là cái trầm thị mình cũng đã sửa là này. Đó, trồng cũng khá là lâu, nó cũng thời cây sam, cái này thì sau cây sam chút. Cây sam thì trước hơn nữa. Đẹp không? Những cây này thì ngồi tự nhiên bây giờ không có cả nhà. Đó, cái độ lát của nó này, lát tự nhiên của nó này. Nó cực đã luôn, cho nên những cây này mình giữ ở vườn mình chơi thôi. Đó, mình càng chơi thì càng thích, chứ không không cái thể loại này thì mình không có chán nha. Tây Tạng thì mình đang nuôi 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 từ từ, các vật mình nuôi theo luôn. Đấy. Nuôi chậm chậm thôi. Phờ nhất là cây lập này. Đã. À, cho cây kiển thì mình coi rừng là mình chơi đủ thể loại cây hết á, chứ không phải một hai loại cây đâu. Rồi. Còn cái ông này thì vẫn còn trái cả nha, chim nó ăn ăn chứ vẫn còn trái. Đó, trái đó. Vẫn còn, nó cũng ra nhiều lưới lắm. Chụp anh hết. Cái này thì mình đỡ dọn định hình nó lần lần nữa chơi thôi, mà chưa có thời gian. Còn đây là cái sam ngọc, bữa nay nó chỉ ở rồi, nó vô mùa mưa rồi. Nó bánh lọc non rất là đẹp luôn. Rù ra hoa nhìn cũng đã cả nhà. Đó, bộ rỡ này, chim ngưỡng bộ cốt bộ rỡ nó này. Đó. Lâu lâu mình quay vườn lại mọi người xem thôi, chứ còn đó. Đi rừng thì mình quay ra rừng. Hôm nay mới hổm giờ ở mình nó mưa quá cả nhà. Cái này cũng vậy, cái này nay nó cái tàn cũng khá là bự luôn. Mới khúc này trước mình quay ra. Trái không, bây giờ hết trái rồi. Sạch rồi. Đó. Sam nữa, cũng ra cái sam trái luôn rồi nha. Cái này gì mình cũng thích chơi theo cái cụm rừng, để yên đó luôn. Mới sửa lại rồi, nứt ra từa lưa hết. Tét cả nha, tét cả là trái này. Đó, dúi đó, mình cũng có cái dúi, cũng cái này nó cũng thờ với thật sam đó. Thì nó cũng tầm 7-8 năm hết rồi này, mà cái này cũng lâu lắm. Đấy. Cây này thì thứ nhất mình thích nó lùn, thứ hai nó cũng có cái rửa cũng hay hay á, cái bộ cốt nó cũng đẹp đó. Bò heo, bò quẹo 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 ra lên dính vô cái cốt mẹ luôn đó. Chục và tốt âm hết này, cây này dạ này tốt âm hết luôn. Mừng thì ít bữa mình rảnh rảnh là mình xả hết tàn lại nha, xả bấm dâm hết nó. Ô, khu này rậm quá. Sầm đá trái cũng cực kỳ đá luôn. À, những cái sầm móc. Trái cái nha. Trái là trái này. Đó, vườn mình đó, hôm nay đó. Thì mình quay video đến đây cũng xin kết thúc luôn cả nhà. Chúc hết tất cả gia đình mình sức khỏe an nhiên. Hẹn cả nhà mình chuyến đi rừng tiếp theo thôi. Rồi chào hết tất cả mọi người nha.